Chuyện là em mới test Covid, em quá nhục rồi. Kiểu dưới quê em á là sẽ test Covid khác với Sài Gòn một xíu. Tức là dưới quê em á thì mấy anh chị mà công tác á sẽ đi tới từng hộ để test luôn. Thì tới lúc mà tới hộ nhà em lúc đó là 7 giờ sáng và em ngủ không đủ giấc á, bởi vì em quá mệt. Thì lúc đó mẹ em lên em kêu em dậy, mà kêu là dậy đi, dậy mày, dậy, dậy đi test Covid nha. Đó thì kêu gì đó xong rồi cái em bị quạo, bị mệt trong người, em quạo xuống nhà em test. Thì lúc đầu á là mẹ em bắt cái ghế ra trước nhà người ta cho test á. Xong rồi cái lúc đó em chờ tới lượt em test mà cái mặt em gì nè. Test chưa? Test chưa? Đó cái mặt em vậy đó, xong rồi cái em muốn ngủ rồi. Xong cái mẹ em kêu đi ra ngồi test đi. Em ra em ngồi, xong rồi cái ngửa lên gì nè, người ta chọc vô, cái em ngủ. Em nằm em ngủ luôn, thiệt sự em không biết tại sao em ngủ. Là kiểu gì nè, chọc vô cái mẹ em phải giữ khoảng cách, mẹ em đâu có đứng canh em được. Mẹ em phải vô trong nhà, em ngồi ngoài sân test với mấy anh chị chọn vì em ngủ vậy. Em ngủ đâu cỡ 10 phút á, em ngủ ngoài đường á, cỡ 10 phút mà em ngồi cái bắt cái ghế trước sân ngồi giữa đường ngủ vậy nè. Trời nhục lắm luôn á, kiểu mấy anh chú hàng xóm đồ á qua nhìn em nhục. Tao không biết sao đi test Covid mà tao nằm tao ngủ lúc mà chọt vô. Ba cái trò cúp học của em á mọi người, là em còn một vụ nữa, đó là ôn thi đại học. Mà kiểu á là trong cái giai đoạn ôn thi đại học á là mình sẽ được xét tuyển cho mấy cái trường đại học, được giấy báo trúng tuyển của hai trường là tao nhẹ trong lòng rồi. Thì tao nói trong lòng á là tao thi đại học á là tao chỉ cần qua điểm liệt thôi để tao tốt nghiệp. Trường sẽ tổ chức ôn thi đại học vào khoảng tháng 4 tới tháng 6, tức là cho học sinh giải đề này nọ nhỉ. Cô chủ nhiệm tao mới hù là gì, đứa nào trong cái lớp này cúp một ngày ôn thi đại học thôi tôi mét phụ huynh, tôi cấm thi đại học mấy em hết. Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, em có nhận được một cuộc gọi từ bạn em. Nay cúp học không má, biết sao không? Mệt quá, ôn thi đại học hoài mệt quá, bữa nay cúp bữa đi, không sao đâu, ba không mét đâu. Không, bạn không được làm như vậy, cúp học là xấu lắm, cô sẽ mét phụ huynh đó. Thôi đi, cúp. Cúp đi, đi qua rước tao này, đi cà phê nha, đi cà phê quán cũ. Gọi tên tôi như bản thân hợp. Rất là xui luôn á má, tức là bà cô tao bắt ngồi cái quán đối diện như là chửi thề, lách đích, rồi làm khùng, làm điên gì là thấy hết. Xong bà cô mới gọi cho em, ngồi cái quán đối diện nha, tôi thấy em đang cúp học, em quậy quọ, em phá quán người ta, tôi gọi tôi mét mẹ em, tôi cấm em thi đại học, em coi chừng tôi đó, tôi gọi liền. Cũng đâu có vừa, tao gọi cho mẹ tao. Alo, mẹ hả mẹ? Mẹ ơi, bây giờ mẹ chặn cái số điện thoại này giùm con nha. Bây giờ con đọc cái số này ra cho mẹ chặn nha. Cái số này lừa đảo, cái số này nó mới tống tiền con nè. Bây giờ mẹ chặn cái số này liền giùm con nha. Thấy ghê lắm á, nó sắp gọi tới mẹ rồi đó. Tao có ngờ kẻ cướp gặp bà già, bà cô tao quay clip lại, hiểu không? Bà cô tao quay clip lại gửi Facebook cho mẹ. Quay ngay khúc tao lắc đít, bà gửi cho Smack my ass like a drum. Mẹ tao vừa mới mở cái video lên cái thấy tao vừa lắc đít mà còn đang cúp học nữa. Vui vẻ đi mọi người, vui vẻ. Không biết đi học á mà lúc mà họp phụ huynh á, mọi người sợ thầy cô mắng vốn cái gì nhất? Tao nghĩ là đa số là chắc các bạn sẽ sợ là thầy cô mắng vốn, là kiểu quậy trong lớp mà làm bài điểm kém này nọ. Còn riêng em á, mọi người có cái nỗi sợ mà kinh khủng lắm luôn á. Còn em là em sợ thầy cô mắng vốn, em là á mọi người, bà cô chỉ cần nói với mẹ tao 5 chữ thôi, con chị là bóng lộ một cái là tao đi bộ đội. Ê mấy má, trong đây có ai bị sợ môn sinh lớp 12 không? Chứ tao là tao sợ lắm luôn. Lớp 12 của mình á mọi người là học kỳ 1, mọi người biết là sẽ học về cái sơ đồ lai, phép lai, phép thử, Mendel, rồi mấy cái con cù đô ly. Mà trường của tao á là chuyên ôn về những cái ngành như là toán hóa sinh, toán lý hóa này nọ má. Cho nên là kiểu như là mỗi lần mà ra đề sinh á là khó cực kỳ luôn mà. Ba tao được cái nữa má, là đặt áp lực lên vai tao, kiểu như là ba tao là một người giỏi tự nhiên như tao đã nói đó, là giỏi toán, giỏi hóa, giỏi sinh này nọ đó. Xong rồi cái mới nói với tao, dạ nhà toán lý hóa sinh mà mày dưới trung bình một cái thôi, tao về tao đánh mày nhừ xương, tao cho mày đầu thai lại liền. À, một người con hiếu thảo với cha mẹ thì như thế nào mọi người? Kiểm tra không lần nào tao trên 3 điểm môn sinh hết, tại vì tao không biết viết sơ đồ lai như thế nào hết, mà kiểu đề khó cực kỳ luôn, không bao giờ trên 3 điểm. Giai đoạn đó là stress kinh khủng luôn nha má. Xong cái ba tao mới gọi cho tao hỏi tình hình học tập của tao má. Ba tao gọi nó, trời, con trai của ba nay học được nhiêu điểm ta? Không, nhìn cái mạng con như vậy là học giỏi lắm, cho nên là ba chắc chắn là kiểu môn toán lý hóa sinh của con là học kỳ này là 10 điểm hết trơn đúng không? Ta cũng hùa theo má, kiểu như cháu hùa hùa theo kia, tao nói gì nè, trời đất ơi là đúng rồi, con học giỏi lắm ba, trời kỳ này là con học sinh giỏi chắc rồi. Biết sao không? Tại vì môn nào cũng dễ chơi, kiểu nó trong mấy lòng bàn tay con, nhà con nắm gì nè, là ra hết, ra đáp án hết. Có dám nói thiệt đâu má, nói thiệt một cái là ba tao đuổi ra khỏi nhà luôn á. Sao cái ba tao ảo tưởng là học kỳ này tao học giỏi á, sao cái ba tao vui. Vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Quá má, mà phát ra cái xếp loại học sinh á là tao học sinh yếu nha má, học sinh yếu tại vì liệt môn sinh, hình như có 2.3. Trời ơi cái quân què gì vậy? Cái tao bị mắng vốn má, kiểu như là mắng vốn là kiểu như học hành sa sút này nọ đó má. Xong cái ba tao biết tin một cái,
lúc đó là kiểu sinh lớp 12 là một cái gì đó rất là ám ảnh cuộc đời của tao á, tại vì tao không có viết được ba cái sơ đồ like á. Từ lúc đó nha má, là tao chuyển qua khóa xã hội tao học luôn. Vui vẻ đi, vui vẻ. Không biết trong đây có ai hồi xưa đi học mà từng đi vô lộn lớp chưa? Tao có. Mọi người cũng sẽ biết là hồi xưa khi mà tụi mình đi học á, là tụi mình sẽ được chia tổ để trực lớp á, là tức là dọn lớp, quét lớp, đổ rác rồi lau bảng thì nọ mọi người. Cái tuần hôm đó là tới tổ của em trực. Tao khôn lắm má, hồi xưa trực lớp nha là tao luôn dành lau bảng. Biết sao không? Lau bảng là né được 10 phút đầu giờ, né được kiểm tra miệng. Tại vì mình đi giặt đồ lau bảng á, xong rồi cái mình né được. Thôi để tôi lau bảng chứ, tôi lau 5 tiếng còn đường nó mới vào quét lớp với lại đổ rác đi, tôi lau bảng. Tao cũng đang đi giặt đồ lau bảng bình thường thôi, nhưng mà lúc mà quay về á, tao đi lộn lớp. Tao á luôn luôn á, khi mà lau bảng á là tao sẽ quậy á, hiểu không? Tức là tao vừa mới giặt đồ lau bảng vô là tao sẽ cắt quớt. Tao cắt quớt xong rồi tao lắc đít trong lớp. Vô lộn lớp người ta, xong rồi cái tao làm trò khùng trò điên kiểu vậy á, xong rồi cái người ta nhìn tao kiểu gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Chưa hết đâu má, tao còn lắc đít nữa. Thì đang trong cái cơn bị dông nhập á mọi người, thì em mới nghe người ta nói là ông ơi ông đi lộn lớp rồi. Trời đất ơi, tôi biết mấy bà áp lực học tập, cho nên là tôi vô đây là tôi mua vui cho mấy bà. Tôi diễn xiếc cho mấy bà coi cho đỡ áp lực lại xíu á. Thôi học tốt nha, chúc lớp mình học tốt nha. Xong cái bà cô bộ môn của lớp tao á vô sớm quá, xong rồi cái thấy cái bảng chưa có bôi á, tại vì tao đang đi lộn lớp, thì bà mới mét chủ nhiệm, xong mà chủ nhiệm phạt nhóm tao trực thêm một tuần nữa. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. Vui vẻ đi, vui vẻ. Hôm nay có ai ngựa ngựa tự nấu ăn xong bị khét không? Hồi xưa má tao ngựa ngựa, tao tự nấu ăn cho mẹ tao ăn, nó khét đen thui luôn má, ăn không được. Có vợ mọi người, mẹ em sẽ là nội trợ chính trong nhà. Mẹ tao rất là khó tính nha, kiểu như không bao giờ cho ai đụng vô cái bếp. Tại vì mẹ tao bị ám ảnh á, sợ ai đó làm hư đồ trong bếp, với lại nấu ăn á không có vừa miệng, ăn không có ngon. Mà cái nết của tao, má khoái coi mấy công thức nấu ăn ở trên mạng, tao mới hạ quyết tâm là hôm nào đó tao sẽ nấu ăn cho mẹ tao ăn thử. Tao cảm giác là cái món cánh gà chiên nước mắm là cái món dễ nhất á, mới học ở trên mạng, và tao hạ quyết tâm là ngày sinh nhật của mẹ tao, tao sẽ nấu ăn cho mẹ tao. Vào cái hôm sinh nhật của mẹ em á mọi người, mẹ tao cũng làm công việc nội trợ trong bếp bình thường thôi, tại vì mẹ tao quan niệm là ngày sinh nhật cũng là ngày bình thường á. Nhưng mà thường vào ngày sinh nhật là mẹ tao sẽ đi làm móng, mới tự lấy tiền túi tao ra tao đi chợ, tức mà tao đi mua đồ về rồi á tao mới đuổi mẹ tao đi ra chỗ khác. Gió chiều thơm vương bao nhớ nhung. Hết hồn. Cái gì vậy? Sợ sao mà hù mẹ hoài với con? Con người chứ phải ma đâu mà cứ hù người ta hoài vậy trời. Ý là bữa nay sinh nhật của mẹ cho nên là mẹ đi làm móng đi, con tự nấu ăn cho mẹ. Tùng que gì vậy? Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật à, mày nghĩ tao sẽ giao cái bếp cho mày hả tí? Nè tiền nè, bữa nay con bao mày luôn đó, mày đi làm móng, mày đi massage mặt, mày làm hết đi, giao cái bếp cho con là được. Con trai có ý tốt là muốn tặng quà mẹ mình nhân ngày sinh nhật là nấu ăn cho mẹ ăn mà không được ta. Hãy chết đi cái thằng con này. Mẹ là mẹ đâu có sống vật chất đâu đó, giờ là mẹ chăm lo cho gia đình, mẹ đâu có sống vật chất đâu, nhưng mà cho mẹ xin tiền. Yeah. Mày ơi, lâu lâu được con trai cho tiền đi làm nail được. Rồi đó, tao giao cái bếp cho mày đó. Nhưng mà tao về tao thấy cái bếp nó bừa bộn một cái đi là mày. Xong cái mẹ tao mới bỏ cái bếp cho tao nấu ăn, còn mẹ tao đi làm móng. Mẹ tao đi làm nail với một cái tâm trạng rất là vui vẻ. Hello honey, look at my nail honey, look at my nail, let me see your nail, let me see your nail. Mày nói cái gì vậy? Tao đâu có biết tiếng Anh đâu mà mày nói cái gì vậy? Tao đi làm nail không phải đi học tiếng Anh. Ờ thiệt luôn á, thế kỷ 21 rồi mà chị không biết tiếng Anh là sao? Ý của em á là chúc chị sức khỏe, let me see your nail là chúc bạn sức khỏe. Ôi hay ha, cái tiệm nail này hiện đại ha, cũng biết tiếng Anh được. Ha 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 ha, nhưng mà mình quay về chủ đề chính đi, là làm móng cho chị nè. Rồi bữa nay chị muốn làm nail gì nè? Đó giờ chị sống giản dị lắm, bữa nay sinh nhật chị cho nên là em làm đơn giản thôi, là em đắp móng cho chị, em gắn hột xoàn kim cương, em sơn bóng sơn tre. Trời đúng thiệt, chị sống rất là đơn giản, là tao ở nhà tao không có làm được, tao không có biết cách làm gà, tao không biết cách làm nước sốt, tao không biết cái gì hết, tao không phân biệt được là bột ngọt bột nêm bột này nọ. Công thức nó ghi á là chiên gà trước, xong rồi sau khi mà gà chín á thì mới bỏ nước sốt vô. Tao bỏ nước sốt với lại gà còn sống vô chung á má, mã nha, tao chiên một tiếng đồng hồ để gà nó cháy đen thui luôn á má, kiểu nó vừa không chín mà ở ngoài nó cháy đen thui, khói nó bốc lên nó mà đen xì luôn. Trời ơi. Cứu tôi. Tại vì cái miếng khét á chiên lâu quá xong rồi cái nó ám vô chảo luôn, cạo không ra. Mẹ tao về nghe mùi khét quá trời. Trời đất ơi là trời, cái gì mà khét cái gì nè, cháy nhà hả? Alright, let's go. Vui vẻ đi, vui vẻ. Không có một cái quê nào quê bằng đi lộn phòng trong khách sạn nha má. Thời đó mẹ của em bị một lần á mọi người. Tao nhớ hồi tao còn nhỏ mọi người, tao hay đi du lịch với mẹ tao lắm. Thì cái năm tao lớp 5 mọi người, tao có dịp đi Vũng Tàu với mẹ tao. Rồi con trai yêu của mẹ có sẵn sàng đi Vũng Tàu chứ nè. Ủa nhưng mà mình đi trong bao lâu vậy mẹ? Mẹ ơi, Vũng Tàu gần kế bên mình, đi 3 ngày 2 đêm. Mẹ tính dọn lên chảnh ở luôn hay sao? Vợ đi 3 ngày 2 đêm đem 3 cái vali.
con còn non và xanh lắm, con chưa có hiểu hết mẹ đâu. Thì mình đi 3 ngày 2 đêm và mỗi ngày mình xài một cái vali. Mỗi lần mẹ ta đi chơi một cái ha, đem hết cái nhà lên. Rồi thì cũng tới nhà đi Vũng Tàu rồi. Lúc mà vô khách sạn để nhận phòng, mẹ em bị mắc toilet đó cho nên là nhờ em nhận phòng giùm. Bây giờ con gặp cái chú này, con kêu là đưa chìa khóa phòng cho nhà mình. Ví dụ mà người ta cần lưu ý cái gì á thì nhớ nói lại với mẹ. Mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Thì tao nhớ cái ông chủ khách sạn có nhắc ta là cái phòng của tao có một cái cửa nối vào cái phòng kế bên. Tại vì á hai cái phòng xài chung một ban công, nhưng mà cái cửa đó là khóa được. Với lại phòng này nọ cũng cách âm á, cho nên là mình làm gì bên này bên kia cũng không có nghe. Thì tao nghe kiểu cho vui á, má tao không có chú ý gì. Cái tao cũng lấy chìa khóa rồi tao đưa cho mẹ tao mà tao không nói gì chứ. Mẹ, chìa khóa nè, lên phòng được chưa mẹ? Mày từ từ, tao mới đi vệ sinh ra mà sao kỳ cục thế? Rồi người ta có dặn mày cái gì không? Tên nhận phòng bình thường, không có gì hết trơn á. Nghĩ á má là cái cửa đó tự động đóng, cho nên là tao đâu có nói gì với mẹ tao đâu. Vừa bước lên phòng một cái là mẹ tao nhìn lộn liền. Mẹ tao mới tưởng là cái phòng của tao là phòng bự á. Xong cái mẹ tao tưởng là hai phòng là một á. Ê tí, tao chưa bao giờ tao ở khách sạn nào mà cái phòng nó bự vậy luôn. Là nó tới hai phòng lận á hả? Ghê vậy. Con nằm ở đây đi, mẹ đi qua bên kia tham quan thử coi sao. Cái phòng bên kia có người má, mẹ tao vừa bước qua một cái hả, mẹ tao la làng. Lùng que gì vậy? Cái gì đây? Sao mấy người này ở đây? Cái này là phòng của tôi mà. Mấy anh chị ơi, làm ơn bước ra, này là phòng của tôi gọi quản lý lên đó. Bà này là ai mà nghe ngược vậy trời? Tôi là khách du lịch, tôi đặt cái phòng này. Cái phòng này tôi trả tiền tôi ở. Phòng tôi nó bự á, chị hiểu không? Biết á, cái phòng tôi bự. Bà ơi chị ơi, hai phòng xài chung một ban công, chị bị điên rồi. Gọi quản lý lên đi, tôi không có nói nhiều. Anh chị chiếm đoạt phòng của tôi. Tao đi tắm á má, mà tao nghe mẹ tao la làng ở ngoài quá trời. Ông quản lý á mới lên nói là đã nhắc tao trước đó rồi là hai phòng xài chung một ban công. Mẹ tao nghe xong á, mẹ tao quê thúi mặt luôn. Vậy là phòng này của gia đình mình đó ha, chị xin lỗi nha hai đứa. Ai biết đâu ông quản lý ông nhắc con chị mà con chị đâu có nói lại với chị đâu. Bà này bà điên hay sao á trời, tự nhiên cái sáng sớm vô phòng người ta chửi này chửi nọ. Ôi có sống quê có... Tao vừa đi tắm ra một cái hả, mẹ tao thấy tao, mẹ tao quạo điên. Alright, let's go. Ai chụp vui vẻ đi, vui vẻ.